không ai cứu được mình bằng chính bản thân mình các bạn à. À thế à. Ôi xe là bùm ba là bùm ba, càng dê má là càng quê, bùm ba là ê, càng dê má là ông sợ vua. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại channel mình. Mình là Chris the Gamer và ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia một creepy pasta, đó là The Backroom. Let's go. Rồi, chúng ta đã đến với căn phòng backroom đầu tiên. Cái gì vậy? Thở dư mày. Thằng Barbary này vậy nè. Find the exit. Tìm chỗ lối ra. Ủa sao không đi đường này nè? Mới thấy đây mà. Đường này người ta có đường mà tự nhiên không đi trời. Mấy này sao? Ta kêu exit, thấy không? Vô đây là... Ủa? Đây nè, đó, thấy chưa? Hết đường rồi đó, thấy chưa? Trời ơi, nói mà đâu có nghe. Có những tiếng kêu kỳ lạ trong cái The Backroom lắm các bạn. Backroom là kiểu căn phòng vô tận. Hình như tôi tìm được cái đường tới đầu tiên rồi sao nè. Ta-da. Ủa? Tôi cũng có đọc cái creepy pasta này các bạn. Hello. What? Thằng lai, lai giái. Cái thằng lai giái này thiệt tình. Làm hết hồn với anh. Trời ơi, ở ờ, mình đây nó lo đi má. Có người hả là người ta đi lạc cho trong cái phòng stay 1 là người ta chết đói trong đây luôn. Đâu có kiếm được đường ra. Các bạn đi đi làm ở văn phòng các bạn ghét cái tiếng đèn này không? Cái bóng đèn điện mà nó cứ kêu xè 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 khó chịu. Ủa, ố, ố. Đù. Tôi mới đi một vòng luôn á. Nghe nói là trong The Bathroom là hả có các thực thể nữa các bạn. Có các thực thể. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Hình như là đi được lối này là qua nè, qua nè. Yeah. 3 phút. Tới stay tiếp theo. Stay ô. Ồ bây giờ mới là stay one thôi. Ê hello các bạn. Dennis Pablo. Pablo bab. Dennis Pablo, hãy đi cùng tôi nhé. Ồ. Cái đường này không thể đi cùng tôi được rồi. Pablo, Pablo. Pablo alo. Alo. Alo ơi. Ừ. Hãy đi cùng tôi nhé. Các bạn sẽ nghe thấy được tiếng thở không? Khi mà có thực thể tới gần các bạn. Trong The Backroom là hả có nhiều thực thể kỳ lạ lắm. Có thực thể kiểu vô diện. Có thực thể là bóng nữa. Bóng ở đây không phải là bóng nữa. Nhưng mà ý là cái bóng á, cái bóng người nó giống như con người á. Nhưng mà nó sẽ tấn công chúng ta nếu như mà chúng ta không cẩn thận. Ui 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 ui, thực thể. Rồi. Mày xong rồi. Làm sao mà thoát được đây? Thực thể kìa tụi bay. Trời. Ui có tiếng than khóc nữa. Sao mà đó được. Ôi. Ui là trời. Tới công chuyện đi thực thể luôn. Chết bạn rồi bạn Dennis ơi. Thôi. Ui bạn đừng dắt thực thể vào đây bạn ơi. Bạn ơi. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Ừ. Không ai cứu được mình bằng chính bản thân mình các bạn à. À thế à. Ôi!
Bạn ơi, cứu tôi. Thực thể hướng đó bạn ơi. Ủa? Khó, chết mẹ mày rồi con. Đó. Chạy đi. Trời ơi, nó quýnh mày thành người thực vật bây giờ. Hướng này bạn ơi. Má bây giờ không biết đi đường nào luôn nè. Oh, exit. Ôi, hết hồn cái gì á. Sợ quá các bạn ơi. Ui dồi ôi. Stop them. Long beam. They are unpredictable. Là cái gì ta? Stop. Hãy chặn bọn nó lại bằng ánh sáng dài. Ok. Bọn nó rất là khó đoán. Thấy mẹ rồi. Chết rồi, còn ai ở đây không? Má ơi, quẹo phải quẹo trái đi thẳng đây. Đường em đi là đường bên phải, đường ngược lại là đường bên trái. Đường bên trái thì em không đi, mà em đi vào đường cục luôn. Thì vậy nó khó đoán lắm nha má. Phải coi chừng á. Sao đây không thấy người nào vậy ta? Có tiếng gì đó. Ôi, thực thể. Chết mẹ rồi. Ôi, nó mới thấy thực thể đây mà. Má, nãy tôi vô đường cục tôi tưởng đi rồi chứ. Hello mấy cưng. Ui nổi hết da gà. Sợ vậy. Đi đại luôn á, không biết đường luôn các bạn. Không thể nào nhớ được đường trong đây luôn á. Wrong way mà đi vô được. Chạy qua được bọn thực thể này có ổn không ta? Hay là sai đường thật ta? Ui sai đường rồi. Má cấm động dưới là đi luôn á. Sao giống khúc ban đầu quá vậy? Trời, ủa? Stop đem rồi. Mẹ, đi lại từ đầu luôn. Vãi cắt cứt. Thoát rồi. Ôi, thoát rồi. Trời má. Tay ba. Mình biết là cái stay này á là
không có thực thể nào hết trơn á. Nhưng mà hả, nếu mà trong vòng 15 phút mà chúng ta không thoát khỏi đây là chúng ta chết. Mà cái tay mình cầm đèn pin mình đèn xì lì vậy trời. Má lạc lối trong đây luôn. Mặt cười, mặt cười là thấy một lần là thấy mặt lông mê gà luôn. Là thấy sai rồi má. Ô ô generator 1. Ok. Hey. Ủa, gì vậy? Lại gặp thằng một lần. Cố lên. Generator 2 chắc chắn phải nằm hướng này. Nó sẽ giấu mình xa đúng không? Má khi nào hai cái generator má nằm kế nhau trời. Cái đường bên trái này phế các bạn ơi. Cái đường bên trái này không có quần què gì hết. Oh yeah luôn. Generator 2 mày hả con? Trời ơi. Yeah. Ok. Hai cái generator rồi. Giờ tìm đường thoát thôi. Good các bạn ơi, good. Combat chấm hỏi gì má? Gì đây? Thôi kệ mẹ đi. Bịt đường. Má bây giờ phải tìm ra cái cửa để vô nè. Thật ra nó là cái mê cung nhưng mà nó nguyên lý ta vẫn có thể phân tích được đó các bạn. Sao này nhiều đường vậy? Đúng rồi, nó đúng. Trời má. Ui thấy má rồi. Quay ra lại. À, đừng nói mở được hai generator rồi mà không ra được cái này nha. Không, cái này mình cảm giác không đúng. Cảm giác phải dứt thân sâu vô trong đây. Sai con mẹ luôn. Ok. À, bảy phút. Cảm giác như mình đang quẹo qua bên generator 1. Má biết ngay. Lại gặp con một lần này nữa. Trời ơi. Ê có khi nào kiểu hai generator đó là để mở một cái cửa nào ở khúc đầu mình tới không ta? Đường bên trái này không lẽ không có gì luôn á ta? Sau khi mở rồi thì cái đường bên trái phải mở cái gì chứ? Ồ, cái đường bên trái này là không có gì luôn. Nó chỉ ở mức gần dài được thôi. À, tức quá. Trời ơi. Bad ending. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra để comment cho mình biết là có ai đã được good ending hay chưa. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.